một trận đấu được coi là rất quyết tâm. Nhưng đây là coi Hữu Phước xuất điểm không vào. Sai lầm là phục hồi bên phía FC Khánh nhưng Hữu Phước không thể tận dụng. Bất ngờ Hữu Phước nhận được một món quà đến từ những và đầu tiếp tục là người đã có một tình huống bật cầu đánh đầu thành công. Văn Khá khá mạnh, sút xa không vào. Khá mạnh đã bứt tốc sau đó tung ra một phá diệt từ rất xa nhưng nó chưa được khó để đánh bại được Tuấn Hữu Linh. Tuấn Bá Linh thì đúng hơn, trước đó là Mẫn Xá còn bây giờ là Thiên Trà. Nhưng đây là coi không vào. Lần này đó là câu trả lời của thủ môn Văn Tập. Bóng đi đập bập nhưng cuối cùng Văn Tập là người đã kiểm soát tốt được. Đánh đầu. Cuối cùng thì đường xuất sắc của Thành Văn Tập cũng đã không thể cứu thua dành cho FC Khánh trong tính vừa rồi. Một tiếng cố định xuất phát từ pha đá biên. Hữu Tùng người dâng cao sau đó cầu thủ này băng vào bật cầu đánh đầu. Trong tư thế không bị ai theo kèm. Hữu Tùng đã ghi bàn. Văn Tập không có một phản xạ nào để có thể ngăn cản. Trước đó thì Văn Khánh chơi hay hơn. Đội bóng Khánh chơi hay hơn. Coi không được. Đang nắm giữ lợi thế. Tuyến này. Lần này đã có tên Công Dương. Bắt đầu FC Khánh đã đổ ra những khoảng trống ở khu vực tuyến phòng thủ. Thiên Trà dứt điểm nhiều hơn. Văn Độ qua người. Làm gì? Những pha chuyền bóng như chỗ không người. Coi! Hình tam giác được tạo ra giữa cái tên Văn Bộ Thanh Bằng và người dứt điểm cuối cùng dường như đó là cái tên Văn Huỳnh. Văn Huỳnh đã ghi bàn một pha tàn lồng đầy nhạy cảm để mang vào bàn thắng cơ hòa dành cho FC Khánh. Một đều rồi. Văn Huỳnh đã ghi bàn sau rất nhiều những gọi mà cá nhân cầu này cũng như FC Khánh sở hữu. Phản lưới nhà rồi, rất bất ngờ, bóng đập vào tổ thành. Bá Linh vào đi vào lưới. Sau phá đá biên 2-1. Thế trận đã quay đổi quá nhanh. Chỉ trong vòng 1 phút thôi. Trước đó thì FC Khánh là đội bóng bị dẫn trước. Còn bây giờ thì đội bóng này đã tạm thời vươn lên dẫn trước đối phương bằng pha đốt đèn của thủ môn Bá Linh. Không thể trách được thủ thành này. Bóng đập vào cột dọc và đi rất nhanh. Bá Linh không biết bóng ở đâu cả. Cuối cùng bóng đập vào thân người của anh, đi vào lưới. 2-1. Pha giờ gót vừa rồi thì có lẽ khiến cho Văn Khánh bị bất ngờ. Đấy rồi, không vào. Người ra chân vừa rồi dường như đó là cái tên Văn Huỳnh. Khi mà sở hữu những cầu thủ có nguồn nhìn được bất tận, những năng lượng đến từ những cái tên như Văn Khá và Văn Huỳnh. Đấy rồi, không vào. Hữu Ninh vừa giải pháp thành công. Hữu Khải sút xa không vào. Hoan hô Văn Tập. Đây mới là pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên sau khi cái tên Hữu Khải được tung vào sân. Một pha dứt điểm trẹo góc. Đường chuyền dài. Trọng tài đã cắt còi khi mà cầu thủ bên phía Thiên Trà đã phạm lỗi với thủ thành Văn Tập. Một pha bấm bóng và cố gắng một bóng nguy hiểm. Phản công nhanh. Công Dương chân trái. Tỷ số 2-2. Sự bóng đài đến giờ Thiên Trà đã đến bằng bàn thắng gỡ 2-2. Bóng đá tiếp tục chạm vào một cầu phòng ngự bên phía FC Khánh và đi đổ hướng khiến cho Văn Tập phải bó tay. Một pha xử lý đã khiến cho hàng phòng ngự bên phía FC Khánh gặp bất ngờ khi tin rằng cái tên Công Dương sẽ thực hiện một đường chuyền bóng nhưng không.
Đá phạt nhanh, sút ra, không vào. Vẫn là một giải pháp sút xa đến từ cái tên Công Dương. Và bóng đá tìm đến vị trí của Văn Tập. Chỉ cần lệch một chút thôi thì như Văn Tập sẽ rất khó để kiểm soát được trái bóng. Rồi dường như đó là cái tên Công Dương. Đánh đầu! Công Dương không phải, đó là cái tên Hữu Phước. Hữu Phước đã thoát đi thật nhanh và rồi lựa chọn cho mình một khoảng trống mênh mông. Sau đó anh đánh đầu và thủ thành Văn Tập không thể cản phá. Rất đơn giản. Hai tình huống cố định thì đội bóng FC Tây Nhà đã mang về hai bàn thắng cùng với một tình huống dứt điểm. Có phần may mắn thuộc về cái tên Công Dương để mang về bàn thắng cơ hòa hai đều. Còn bây giờ lúc này Tiên Trà đang dẫn trước FC Khánh với tỷ số là 3-2. Một cuộc dịch đổi tỷ số mang về điểm số 1 điểm. Dứt điểm không vào. Đó là pha dứt điểm đầu tiên của Văn Vấn sau khi cầu thủ tung vào sân. Nhưng nó chưa đủ khó để không được cầu thành đóng thế là cái tên Hữu Linh. Trọng tài sẽ bao giờ 6 phút. Đánh đâu? Đúng là khả năng diệt bằng đầu. Thì nó rất khác biệt trong trận cầu hôm nay. Vừa rồi cái tên Văn Huỳnh là người dứt điểm. Nếu như đó là cái tên phá xí thuộc về cái tên Công Dương, người đã có bàn thắng của hai đều đầy quan trọng và quý giá. Đây rồi! Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi! FC Khánh ơi! Một tình huống mà cái tên Văn Vấn đã tự sai. Một pha vấp bóng đầy tai hại. Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá. Đúng này, tiếng gọi trọng tài vang lên. Nồi còi khép lại trận thi đấu giữa đội bóng FC Tiên Trà với FC Khánh. Tỷ số chung cuộc là 4-2. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại quý vị và các bạn tại sân bóng góp mới Kinh Đô Ánh Sáng Thông Hòa Phúc để cùng theo dõi chứng kiến các trận đấu. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.